Ngày 18 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ tổ chức thực nghiệm vụ án giết người xảy ra tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Theo hồ sơ vụ án, ngày 13 tháng 5, Phạm Quốc Thắng, 23 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, cùng hai người bạn tổ chức uống rượu tại nhà của Trần Văn Hiền, 20 tuổi. Sau khi nhậu xong, cả nhóm ngồi nói chuyện trước cửa nhà Hiền, thì lúc này Phạm Tấn Tài, 33 tuổi, ngụ cùng địa phương, bị câm điếc bẩm sinh đi đến chỉ trỏ rồi ném mảnh lưu bể vào nhóm của Thắng rồi bỏ đi. Tuy nhiên, một lúc sau, Tài tiếp tục quay lại, trên tay cầm một đoạn sắt dài khoảng 60 cm, xông tới đánh Thắng và nhóm bạn của Thắng. Lúc này, Thắng đã chạy vào nhà bếp, nhưng Tài tiếp tục đuổi theo và đánh tới tấp vào người Thắng. Trong lúc giằng co, Thắng đã dùng con dao bấm thủ sẵn trong người, đâm nhiều nhát vào người Tài, khiến nạn nhân ngã gục, bất tỉnh và tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Thắng đã vứt bỏ con dao bấm xuống con rạch trước nhà Hiền và rời khỏi hiện trường. Biết không thể trốn thoát, vào tối cùng ngày, Thắng đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Buổi thực nghiệm điều tra diễn ra khách quan, qua đó giúp cơ quan điều tra đánh giá, củng cố các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra xử lý vụ án.